Thủ tướng Anh Boris Johnson được đưa vào khu chăm sóc điều trị đặc biệt trong bệnh viện sau khi ông có các triệu chứng nặng hơn vì virus corona, theo văn phòng Thủ tướng cho biết. Ông Johnson đã yêu cầu Ngoại trưởng Dominic Raab thay thế ông tạm thời khi cần, theo lời một phát ngôn nhân cho hay. Thủ tướng Anh, 55 tuổi, được đưa vào bệnh viện St. Thomas tại London hôm 5 tháng 4, 10 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona và tình hình sức khỏe không cải thiện, theo văn phòng Thủ tướng lúc đó cho hay. Văn phòng Thủ tướng cho biết, tới trưa ngày 6 tháng 4, tình hình của ông Johnson tệ đi, nhưng ông vẫn còn tỉnh, và rằng ông được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt như một biện pháp cẩn trọng, phòng khi cần máy thở. Thông cáo của văn phòng Thủ tướng gửi lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đang chăm sóc hết sức chu đáo cho ông Johnson. Ông Johnson từng được cách ly tại Tây Dinh ở Downing Street kể từ khi được chẩn đoán nhiễm COVID-19 vào ngày 26 tháng 3. Ông là nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị bệnh vì virus corona. Symptoms, a minor symptom of I still have a temperature, and so in accordance with government advice, I must continue my self-isolation until that symptom itself goes.